Mình xin chào mọi người, chào tất cả anh em nhé. Người tham gia thử thách ngày hôm nay đó là em Cường đến từ xóm đoàn kết thôn Đống Cao Viên. Các bạn xem và cổ vũ cho em chiến thắng ngày hôm nay nhé. Tất cả mọi người anh em cổ vũ nhiệt tình cho cháu nhé. Hôm nay cháu nó sẽ là người chiến thắng. Lâu lắm rồi, 3 hôm rồi không tìm ra được người chiến thắng. Ok. Ăn 50 chả xiên là thưởng 1 triệu. Không ăn hết 50 chả xiên vẫn mất 200. Đấy. Yeah. Em ở Tân Châu. Em ở Đồng Mai. Đồng Mai số á? Đồng Mai ở chỗ nào? Tổ mấy mấy? Tổ 1, tổ bản. Tổ bản á? Tổ bản gần nhà Tuyến Toan à? Cũng gần. Pha Toan đấy. Ok em. Vào đây bạn anh mà. Uống ít nước thôi, uống từ từ, uống nước thôi, không đến lúc no quá lại không ăn được. Chị tối hôm qua cứ nước tán ra đực. Đấy con lấy đi ở kia. Mỡ quá. Nằm mỡ. Rồi ok, cố gắng lên. Có nước chấm gà nữa đấy. Lấy nước chấm gà cái nào ăn nó ngon thì mình đấy. Vâng, mời toàn thể các bạn đến. Mới có độ 10 que mà lấy quá thế này. Em sinh năm 2005. Đang có rất là nhiều người nhà ủng hộ nhá. Này, chị này, các cháu này đâu không? Đấy. Cảm thấy là tham gia được thử thách thì xin mời đăng ký ban tổ chức. Ok luôn, ông cháu mình đến từ cổ bản Đồng Mai đây. Hôm nay cháu thử thách nhá. Giải quyết hết cho chú. Vâng mọi người, người tham gia thứ hai chương trình hôm nay đó là cháu Thắng đến từ tổ 1 cổ bản Đồng Mai nhá. Mọi người cùng xem và cổ vũ cho cháu nhá. Cố gắng lên nhá. Ok. Xong rồi. Ok, ăn nó phải như thế này thì ăn gì. Chú theo không phải sai được. Ok luôn. Cố gắng lên. Đấy, các bạn nhìn em ăn sướng chưa? Mày nhìn từ sáng à? Cháu Giai là đến từ cổ bản Đồng Mai nhá. Hôm nay xuống tham gia thử đấy. Cháu ở ngay cây xăng đấy à? Ở ngay cây xăng đấy à? Cháu ăn. Cứ từ từ thôi, 30 phút mà. Cố lên. Hai anh em mày cố lên. Ok đấy. Hôm nay rất đông người cổ vũ cho hai cháu nhá. Cố lên em, mạnh mẽ lên. Em Thắng à? Thắng đến từ cổ bản Đồng Mai, tổ 1. Hôm nay em xuống tham gia thử thách rất là vui. Ok, cố gắng lên. Đây kia. 1 phút được 10 cái. 10 cái. Ok. 1 phút được 10 cái rồi, ok. Cố lên. Ông bạn mình chủ quán thịt nướng này vẫn cứ nào ok. Hôm nay bạn hơi bị khản tiếng. Đấy, chuẩn bị giả hết xiên cho các bạn đi. Vâng, các em ơi, có rồi. Nước chấm gà ủ muối thân thánh đây, các em có sử dụng không? Cháu mình đây đã ăn được một nửa rồi đây. Thân thánh gà ủ muối nhá. Cháu mình đã ăn được, ui dồi. Cái này còn có bao nhiêu đâu, hết hơn một nửa rồi. Cố gắng lên. Đây này, hết hơn một nửa rồi đây này. Quá tuyệt vời luôn. Gà ủ muối của mày, ta đi xem. Nước chấm thân thánh của gà ủ muối anh đi. Ok, mong rằng hôm nay hai cháu đều chiến thắng nhá. Này cổ động viên rất là nhiều luôn. Đúng là buổi thứ ba còn nhiều hơn. Không bằng thằng em tôi đâu. Thằng em mình đi. Không bằng thằng em tôi đâu, ăn đi. Rất đông khán giả cổ vũ cho hai em. Ok. Còn có đâu, còn có ít nữa mà. Còn có khoảng 20 cái. Thế thôi, cố gắng lên ăn được tới 30 cái rồi còn đâu. Ăn tay lên. Rồi cố lên em ơi, cố lên. Ok luôn, ông em Thắng mình ở cổ bản hiện tại bây giờ đã ăn hết một nửa rồi đây, mà trong vòng có bao nhiêu, chưa đến 10 phút à? 5 phút. Ui dồi, 5 phút. Cứ từ từ thôi để khuyến mãi thời gian như thế nào. 5 phút ăn được mà. Ăn vào. Mới được. Cho thêm bàn để tương ớt đi. Cho thêm bàn để tương ớt đi. Hai thằng ăn cả. Rồi tương ớt em ơi. Thằng ăn được 100 luôn. Được đấy. Ông béo ăn được 100 luôn. Nước trong cái gầy nó cao, ông người gầy lên. Bạn gì đấy, bạn Thắng à? Vẫn cứ nào ok. Bây giờ còn có hơn chục cái nữa thôi mà. 2 4 6 7.
Ôi, mới có 15 phút, yên tâm. Nhưng mà vẫn giải thưởng vẫn như thế à? Vẫn thế. Giải thưởng vẫn như thế, có nhà tài trợ nào đến để tài trợ cho em thắng đúng không? Em thắng đến từ cổ bản Đồng Mai. Vâng. Em thắng đến từ cổ bản Đồng Mai có... Ăn được bao nhiêu phút rồi? Tài trợ thêm thôi. 15 đấy có, chưa được 10 phút. Mà ăn hết bao nhiêu tiền rồi? Ừ, hơn nửa rồi. Này, ăn mạnh vào chứ đừng có chần chừ hết giờ đấy. Thôi kệ đấy cho nó ăn. Ăn mạnh lên. Em Cường. Đây là em Cường. Em Cường ở Tôn Đống. Em Cường cảm hiện tại này em còn có khoảng độ tầm 20 cái nữa thôi. Đang, trong vòng có còn 14 phút nữa. Cố lên em Cường ơi. Còn em thắng. Cố gắng lên. Xong rồi. Thắng xong rồi, không phải cổ vũ. Ông em béo này ăn được rồi này. Cả nhà đang ngồi thắng. Quên Cường sẽ ở tầm này nó ngoài miệng thôi. Đấy, thế nên là cứ bình tĩnh, tại vì mình phải xem cái thời gian này kìa. Nhá mạnh nào, cơ bản phải nhá mạnh mà. Mới có 16 phút à? Cơ bản phải nhá tí, của cháu đây được 3 phút rồi. À, thế này nhưng cũng gần hết rồi này. Vâng, 7 phút ăn được 26 cái rồi. 7 phút ăn được 26 cái. Nhà Mạnh My tầm này mới là tầm ấy rồi. Ban tổ chức của chương trình nhá. Những ai đăng ký thì liên hệ với nhà hàng Mạnh My nhá. Ok, những ai đăng ký thì liên hệ số điện thoại nhá. Bạn nào ăn gà ủ muối, gà ủ xì dầu, tai ủ xì dầu, đuôi ủ xì dầu thì liên hệ với nhà hàng Mạnh My nhá. Tất cả các món nhậu, nhà hàng Mạnh My chuyên xỉ lẻ. Thắng còn độ 20 cái nữa thôi. Làm gì đến 20 cái? Cô đây gà ủ xì dầu. Ông Cường ăn nhanh lên nào. Ngoài răng rồi. Còn ngấy không Cường? Gà ủ muối mạch ngấy xin hơn anh là ban ngấy mà. Tập trung vào. Quý anh chị ai muốn xỉ lẻ gà ủ muối, gà ủ xì dầu thì liên hệ với ban tổ chức nhá. Liên hệ với nhà hàng Mạnh My nhá. Cố lên, cố lên. Còn có 2 cái nào theo là đúng rồi đấy, chuẩn rồi đấy. Xong rồi em thắng còn 20 cái nữa, thắng rồi, cố gắng lên. Ok, thắng rồi, thắng ăn sau nhiều gì. Thắng mới ăn được có 9 phút. Kia được 15 cái thì thắng mới ăn mà. Thắng ăn được 9 phút. Ôi, thế có thoải mái thì cháu ăn. 9 phút được 20 cái rồi các bạn ơi. Thoải mái mà. Rồi, cố lên em thắng ơi. Đây này, hôm nay đúng là hôm bắt ba của đông người cổ vũ quá. Tuôn thì bắt hết luôn. Đây các ông, các bà thì mình đến cổ vũ rất là đông đây ông nhỉ. Một phát một cái là xong luôn đâu ạ. Ăn nhanh lắm. Cháu nó ăn nhanh lắm, một phát một cái xong luôn. Của cháu thắng mới có 10 phút thôi. Còn 20 phút nữa, cố gắng lên. Còn có 10 phút. Ok. Còn Cường cố gắng lên Cường ơi. Cường còn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16, 17 cái thôi. Cố gắng lên. Đây có các cháu nó bên cạnh cổ vũ đông thế này. Nó uống coca rồi. Nó Cường còn 20 phút nữa, à thắng còn 20 phút nữa, yên tâm, không sao, thoải mái. Có một cuộc thi ăn 70 chả xiên trong vòng 30 phút thưởng 2 triệu rưỡi. Ăn 70 chả xiên trong vòng 30 phút thưởng 2 triệu rưỡi. Bạn nào mai để cho thằng kia. Ăn 70 cái. Với nhìn 2 ngày. Ăn 70 chả xiên trong vòng 30 phút thưởng 2 triệu rưỡi. Cố lên em thắng ơi, cố lên. Còn rất là nhiều thời gian. Ăn Cường nghe thở rồi. Ok rồi, ok rồi, được rồi. Cứ ăn đi rồi làm. Em Cường cứ bình tĩnh thôi, Cường cố gắng lên. Em Cường đứng dậy đi về thôi. Cường ở Tôn Đống này, sinh năm 2K5 này. Thắng nha, cổ vũ tinh thần cho Cường cái thế nào. Sao bạn thắng bỏ Cường bỏ cuộc à? Cường không thể tham gia được nữa. Ok, Mạnh đến cho em Cường ăn được bao nhiêu cái? Em Cường ăn được 33 cái. 7 cái ăn được 43 cái. À còn 17 à? Mới ăn được có 33 cái. 33 cái. Ok. 33 cái trong vòng 20 mấy phút? 22 phút. Hôm qua bạn đứng hôm qua ăn được 36 cái mà.
Ok, thắng cố lên, còn có mấy cái nữa thôi em ơi. Thắng cố gắng lên, còn có 6-8 cái nữa thôi thắng ơi. Thắng nào mới có hết 15 phút. Hiện tại cháu bây giờ còn 15 phút nữa. Cứ bình tĩnh. Cháu cứ làm phát hai cái mẹ thôi. Thế này mẹ là gì thôi đấy. Cứ bình tĩnh. Cố lên em ơi, cứ bình tĩnh. Cố lên. Em thắc trắng. Em thắng là ở tổ 1 của bản. Thắng chắc rồi. Có công nghệ của bọn cháu đây mà. Ok luôn. Mưa rồi mọi người lại nhớ ủ hộ gà ủ muối với gà ủ xì dầu của Mạnh đi nhá. Xin lỗi các bạn nhá, do thời tiết thoải mái mà nói chung là mới có 16 phút, còn 14 phút nữa cơ mà, yên tâm. Hiện tại bây giờ mình còn bao nhiêu, 6 cái, 5 cái cơ mà. Còn 13 phút nữa em là thắng chắc rồi. Em thắng đến từ tổ 1, tổ bản Đồng Mai. Ngồi thở thôi, chưa phải ăn nữa đâu, ngồi thở đi. Thế thôi, còn nhiều phút nữa mà. 5 phút nữa rồi, mỗi okay. 1 cái là rồi. Trước này ăn vẫn là bình thường, có gì đâu mà còn có 2, 4, 6 cái nữa thôi mà. Có bình thường 6 cái nữa thôi. Có gì đâu mà. Quá bình thường luôn. Còn bao phút nữa? Mưa mạng kém mọi. Còn tận 12 phút nữa cơ. 17 phút. Cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh thắng ơi. Cứ bình tĩnh mà giật giải em ơi. 1 phút 1 cái. Thế thắng 2 tờ này rồi. Vô tư rồi. Bắt đầu 1 phút cắt cái giờ nó đứng lên em ơi, đứng lên nó ngồi xuống. Còn 6 cái nữa thôi mà. Chạy kia vòng. Rồi ok ok. Yes, đứng lên nó ngồi kiểu sóc cho nó tụt xuống. Bài xiên 4 xiên. Cái tao còn hết 5 cái. Cố lên em ơi. 5 cái nữa thôi mà. Mà 5 cái có gì không? Còn mười mấy phút nữa, 11 thoải mái. Nói chung là còn tận 10 phút nữa cơ mà. 10 phút nữa, 6 cái. Gà ủ muối mạnh đi, xin anh làm ban tổ chức của chương trình nhá. Anh em ai xỉ lẻ gà ủ muối, gà ủ xì dầu thì liên hệ với nhà hàng Mạnh Mi nhá. Ngay đối diện Đình Tuấn Trung nhá. Đây hôm nay chợ đông quá mọi người, cũng là cuối tuần mọi người cổ vũ cho thắng đông quá. Cổ vũ cho em thắng đến từ tổ 1, tổ bản Đồng Mai nào. Này mà không giành chiến thắng thì bọn anh buồn lắm. Ăn đúng 4 cái thôi em buộc thôi. Vâng, mạng hơi kém. Còn 4 cái nữa thôi, cố gắng lên. Cho ban tổ chức. Vâng. Đang nay ở điểm ngã tư, chợ ngã tư Đình Trung nên là mạng rất là kém. Em thắng đến cơ bản còn có 4 cái nữa thôi. Còn có 4 cái nữa thôi mà. Nhưng mà còn có 10 phút nữa. Chắc thắng rồi các bạn, cả nhà ơi. Chắc thắng rồi. Vâng, chắc thắng rồi. Rồi tầm này là nói chung là cũng về đích đến nơi rồi. Cháu Loan rất tốt. Chắc thắng rồi, chắc thắng rồi. Em thắng đây các ông các bà các cô nhà mình cổ vũ rất là đông này này, còn xấu hổ lên này ông nhỉ, cố gắng lên, ăn lên cố lên, cả chợ ngã tư cổ vũ lên này. Hôm qua có một bạn bạn Nan đến từ Hòa Bình đã bạn đã ăn được 36 cái. 60 km đến Cao Viên để tham gia thử thách. Và hôm nay là em thắng đến từ tổ 1 Đồng Mai. Ăn, hiện tại em nó còn có 2 cái nữa thôi. Và cũng đang rất là bị đo. Ok luôn. Cố lên đi. Một cái rồi, ok. Em thắng mình đã ăn cái thứ 49 này, cái cuối cùng đây. Và hôm nay em sẽ là người thắng cuộc. Chào chú.
Ok luôn. Còn một cái cuối cùng thôi các bạn ơi. Còn một cái cuối cùng. Cố lên em ơi. Phần thưởng đã dành trọn trong tay của em rồi. Ok. Cổ vũ cho em nào nào. Cả nhà ơi, cổ vũ cho em nào. Cố lên. Kỷ niệm thêm ban tổ chức mấy cái nữa không? Thôi. Thôi. Em đã không tham gia, không thưởng thêm ban tổ chức nữa. Rồi em đã đạt thưởng rồi. Ok, trao thưởng cho em đi. Cảm ơn em nhé. Mai mốt em có bạn bè nào thì lại giới thiệu xuống đây nhé, thắng nhá. Ok, mai cho ông bạn này tham gia cuộc thi tiếp. Đánh lốt vào, kia thì chiên sẵn rồi. Ok, rất là tuyệt vời. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Cố lên em. Cảm ơn em. Đấy, phần thưởng là 1 triệu đồng dành cho em thắng đến từ tổ 1. Đông Mai, cổ bản Đông Mai. Đông Mai, vâng. Rồi, cảm ơn em. Alo. Ok, cảm ơn em. Đấy, xuống rồi, kia xuống nhá. Trong bao nhiêu thời gian nhỉ? Còn bao nhiêu phút nữa? Em mở máy xem nó còn bao nhiêu thời gian. Còn 4 phút nữa. Còn 4 phút nữa. Quá ok. Ok em, cảm ơn em nhé. Mai có bạn bè nào em lại giới thiệu xuống dưới này nhá. Một chút gì nữa anh ạ. Ăn 70 chả xiên trong 30 phút thưởng 2 triệu rưỡi. Ok.